thì bệnh mạng tính mọi người cứ hiểu rằng mạng tính chứ không phải là mãn tính à, mà hồi xưa đến nay thì cả giới y học lẫn cái người dân hay gọi là cái chữ mãn tính mãn đó là hết rồi cũng giống như người ta cái mãn kinh đấy là hết kinh đó hiểu không thế nhưng mà mạng tính có nghĩa là cái bệnh này mãi không chịu hết gọi là mãn tính và mãn tính thì có rất là nhiều bệnh mạng tính ví dụ như viêm gan siêu vi nè hay là tất 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 cả nhiều cái bệnh mà nó cũng rất là khó hết à, thì mình gọi là mạng tính tuy nhiên là ngày hôm nay chúng ta đang nói về các bệnh mạng tính không lây có nghĩa là nó không lây qua người này qua người khác ví dụ như cái gì nha à, ví dụ như huyết áp nè tiểu đường tức là đái tháo đường đấy ạ à, mỡ máu nè à, hay là dư cân người ta cũng được xếp vào một cái bệnh gọi là mạng tính do đó như vậy mà nghe mà dư cân á, mà mạng tính đó, thì rõ ràng là có nhiều người qua vài liệu trình đã cân đối lại ngay đúng không ạ à? vậy thì nó còn mạng tính không rõ ràng nói qua một cái điều đó mình sẽ hiểu rằng mà nếu mình có mắc những cái bệnh mà trước đây gọi là mạng tính thì bây giờ mình sẽ bằng bằng uống thuốc đúng không ạ? À? không nếu mà uống thuốc thì không gọi là hết bệnh ví dụ xưa nay các cô bác anh chị cũng đã đi từng đi uống thuốc à, bảo hiểm y tế liên tục đúng không? Nhưng chúng ta có hết không khi chúng ta cần thuốc? Vậy thì rõ ràng cái bệnh này là cái bệnh mạng tính tức là không bỏ thuốc được. Phải không ạ? À? Nhưng mà chúng ta sẽ có một cái cách mới làm cho cái bệnh mạng tính của chúng ta nó nhẹ nhàng đi rất là nhiều. Chúng ta chung sống với nó nhưng chúng ta không hề bị à, một cái gọi là nặng nề hoặc là chúng ta có thể thoát khỏi nó à thoát khỏi nó ví dụ như thế nào gọi là thoát khỏi nó mình đang dư cân dư mỡ dư cân dư mỡ có nghĩa là mình sẽ bị rất nhiều bệnh lý mỡ máu nè đúng không cứ mỡ máu thì nó sẽ qua nhiều nhiều cái bệnh khác thế thì bây giờ chúng ta sẽ coi qua cái bệnh gì nhá mối liên quan giữa các bệnh mạng tính với nhau các cô bác anh chị đã từng thấy nếu đầu tiên mình chỉ có một bệnh huyết áp tức là mình phát hiện ra là mình bị bệnh huyết áp thì sao thì sau đó là mình đi uống thuốc bảo hiểm đúng không và mình lại liên tục liên tục thế nhưng mà có một ngày kia mình vẫn uống thuốc bảo hiểm rất là tuân thủ nhưng nó lại bị tăng huyết áp đấy thế thì rõ ràng cái thuốc đó nó bị lớn mất rồi thế là mình lại phải bác sĩ phải giúp cho mình tăng thêm một cái thứ thuốc huyết khác nữa rồi và một sau một thời gian thì cái bệnh huyết áp nó coi như là tăng huyết áp nó vẫn còn tại vì mình dùng thuốc là nó bị mà thì mình lại thêm một cái bệnh là bệnh mỡ máu <laughs> xong rồi là mình lại uống thêm một viên thuốc mỡ máu nữa Phải không à một hồi sau thì tự nhiên là mình lại bị à, bị gì bị đái tháo đường tự nhiên một ngày nào đó tự nhiên lại phát hiện ra đái tháo đường như vậy rõ ràng một cái người đái tháo đường mỡ máu huyết áp là các cô bác thấy là rất rất nhiều người sau một thời gian là trong toa thuốc của chúng ta có đủ ba thứ đó và à, có nhiều người là huyết áp và mỡ máu là thường xuyên đi chung còn cái mà đái tháo đường thì hoặc là gọi là tiểu đường đấy thì có nhiều người có nhưng mà cũng có nhiều người à, không bị đúng không do đó mà à, rất là nhiều người có cái sự liên quan mình nhìn một cái điều này để mình sẽ coi cái sự liên quan nó như thế nào nếu bây giờ ta nhìn thấy à, thế thì những cái người mà à, mình nhìn thấy là mô tả một cái người dư cân về cái người mà không có dư cân thì có bị không có vẫn có bị bởi vì sao cứ mỡ máu nó cao nhá tức là rối loạn chuyển hóa cao nhưng vì sao người ta lại để một cái người mà gọi là to à, mập à, ở đây để làm hình tượng là vì sao bởi vì hầu như tất cả luôn những người dư cân dư cân là dư mỡ là tăng nguy cơ bệnh tật đó do đó mà người ta sẽ luôn luôn lấy cái hình tượng này tuy nhiên là các cô bác nhớ rằng những người gầy vẫn là những người cao mỡ máu và vẫn là những người cao huyết áp vẫn bị suy tim vẫn bị đột quỵ à, chứ không phải chỉ có người mập nhưng mà cái người dư cân thì hầu như bị à, nhiều hơn rất là nhiều vậy chúng ta hãy lắng nhìn à chúng ta sẽ ngắm nhìn nha ngắm nhìn những cái người mà bị dư cân thì đã là di cân có nghĩa là gì mỡ vậy thì sau này chúng ta sẽ nhớ rằng đã là muốn giảm cân thì đừng giảm cái khác mà phải giảm mỡ bởi vì chỉ có giảm mỡ nó mới bền thôi còn nếu mà giảm những thứ khác thì chỉ cần kiên được một hồi rồi sau đó thì lại trở lại y như cũ đúng không do đó nếu chúng ta không biết cái cách uh, giảm cân giảm mỡ một cách khoa học thì tự nhiên chúng ta lại đi vào cái vòng lẫn quẩn lẫn quẩn có nghĩa là chúng ta theo phong trào mà chúng ta uh, nghe phong trào dậy lên <laughs> là chúng ta phải uh, tập luyện kiên ăn xong rồi chúng ta xuống ao 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 xong nhưng mà chẳng lý ta lại ăn hoài như thế đúng không cái là chúng ta lại ăn lại cái chế độ coi như là ăn uống uh, bình thường thế là nó lại tăng ký và cuối cùng cuộc đời của những người đó đó là cứ theo uh, liệu trình là giảm rồi sau đó lại tăng đó là một cái điều uh, mà vì mình không đi đúng nguyên tắc là giảm cân giảm mỡ đúng không khi ta giảm mỡ được thì nó lại có một cái điều rất là hay đó chính là nó làm sạch cái lòng mạch máu và vì vậy chúng ta sẽ bớt cái nguy cơ về bệnh tật rất là nhiều đặc biệt là à, sơ vữa động mạch nè à, suy tim nè à, đột quỵ nè đó đó là những cái mà chúng ta có thể thoát được vậy thì tất tất cả những cái điều này à, nó nói lên à, một cái là chúng ta có thể giúp đỡ à chính bản thân chúng ta hay những người mà gọi là những cái người mà chúng ta tư vấn sức khỏe đó. Làm được điều gì? Chỉ cần kiểm soát được cân nặng, chỉ cần kiểm soát được mỡ máu nha. Chúng ta đã thoát rất là nhiều cái bệnh rồi. Rồi, có phải là khi mà cái mạch máu mình nó hẹp thì máu bơm từ tim lên trên cái não này có đủ không? À nó sẽ bị thiếu máu mà trong máu có cái gì trong máu có oxy à, là một chất nuôi dưỡng đúng không bất cứ cái ở nơi nào cũng phải cần trong nó có cái gì khác chất dinh dưỡng nó không đi đến được những cái vùng à, ví dụ như từ từ máu để từ tim nha bơm lên đây là khó khăn và nó đi ra xa các cái đầu chi này này cái đầu chi chân chi tay thì xa cái tim này quá nên nó bơm đến không được do đó chúng ta sẽ bị tê tay tê chân đúng không vì cái mặt máu nó nhỏ quá nó đi chậm và nó sẽ đi rất là yếu đến các cái vùng xa như đôi chân của ta, cái tay của ta đó. như vậy là nếu ai có cái hiện tượng là tê tay tê chân ha và hoặc là chóng váng đau đầu chóng mặt thì chúng ta hãy nhớ đến là cái lưu lượng máu của chúng ta bơm từ tim nó đã không lên được à những cái khu vực mà chúng ta cần thiết phải nuôi. vậy thì à làm cách nào đúng không làm cách nào à và lưu ý gì khi ta chăm sóc một người và bị bệnh khi ta chăm sóc một cái người bị bệnh mạng tính mà mình khu trú lại một chút là không lây bệnh mạng tính mà không lây qua lây lại đúng không thì chúng ta phải nhớ thứ nhất là chúng ta phải không bao giờ tự ý ngưng thuốc đang dùng theo ta bác sĩ có một số người rất là sai lầm cứ nghĩ là trời ơi em mới có một cái sản phẩm nên nó hay dữ lắm Đúng không? Nó hay, đúng là nó hay. Nhưng với những sản phẩm mà gọi là chữ hay đấy mà nếu nó cấp thời được á thì nó không hay nữa rồi. Bởi vì mình đã biết rồi, cái gì nó chỉ tạm thời thì nó không hay mà nó phải nuôi dưỡng lâu dài, phục hồi cái bộ phận đó thì mới gọi là hay. Vậy thì mình nhớ rằng nếu mà mình trong trường hợp cấp tính mình vẫn có thể dùng nó nhưng nó không bao giờ giảm ngay à ví dụ như đang huyết áp thật là cao đúng không mình muốn mình muốn cải thiện cái bộ phận của cơ thể con người mình liên quan đến vấn đề huyết áp thì mình phải nuôi dưỡng các bộ phận liên quan để nó tự phục hồi cơ thể đó vậy thì ở đây ta sẽ chia sẻ lại cho các cô bác mới nè chúng ta sẽ có những con đường chữa bệnh như sau khi ta bị bệnh thì nó có một cái à, cách ta uống thuốc tây vào để làm gì cái máu của cái 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 huyết áp của ta tăng có nghĩa là cái áp lực à, máu trên thành mạch nó bị tăng vậy thì người ta cho thuốc vào và cái lúc đó nó nguy cơ lắm là nó có thể bể mạch máu vậy người ta sẽ làm gì người ta sẽ à, uống thuốc vào để cho nó rút bớt cái máu nó đi ra cũng giống như mình tưởng tượng là ta mở một cái romine nha không ta gắn cái dây vào thế thì ta mở mạnh quá máu ta tức là cái nước nó chảy mạnh quá nó có thể bung bùng cái à, dây nối Thế bây giờ thuốc nó vào nó sẽ làm mở rominin nhỏ hơn tí, đúng không? Như vậy cái thuốc huyết áp nó giúp cho à, giống như cái rominin nó vặn lại một chút xíu Thì cái dòng máu nó chảy nó nhẹ nhàng hơn, nó không có tạo áp lực, đúng không? Tuy nhiên mình sẽ suy nghĩ đi, nếu cái dòng máu nó chảy nhỏ như thế mãi thì sao? Thì nó có liệu nó có thể nuôi đầu não nè, nó có thể nuôi các chi nè, nó có thể nuôi các cơ quan một cách tốt đẹp không? À, câu trả lời chắc chắn là không với một cái dòng máu nhỏ bé như thế nhẹ nhàng như thế thì nó tránh được cái nguy cơ là không có áp lực trên cái thạch mạch đúng không nó không có bể cái cái mạch máu nó không có bung cái dây nhưng rõ ràng cái hiệu quả mà cái dòng nước dòng máu nó đi tới nuôi các cơ quan là rất là yếu chúng ta cứ để nó yếu mãi như thế thì một ngày nào đó chúng ta sẽ không đủ máu không đủ oxy không đủ chất dinh dưỡng để nuôi các bộ phận cơ quan như vậy cái bộ phận đó sẽ yếu đi dần và nó sẽ không làm được cái chức năng của nó à vậy thì đó là thuốc tây đấy à và đây là đây là coi như là, là gọi là đây là chủ của thuốc tây đi nè đúng không do đó mà tôi muốn uh, coi như là tôi muốn hướng dẫn cho tất cả uh, các cô bác anh chị cũng như các uh, tư vấn viên về sức khỏe thuốc tây À, chỉ giúp cho chúng ta một cái thời gian Như vậy chúng ta sẽ à, cái, cái cái đó nó có quý không ạ Nó rất là quý Bởi vì nếu không chúng ta bị đứt mặt máu Mà lỡ nó đứt mặt máu não Hay là mặt máu tim Thì rõ ràng chúng ta bị đột quỵ rồi đúng không Vậy thì nó sẽ tránh được những cái nguy cơ đó Nhưng chỉ tạm thời Bây giờ chúng ta sẽ có một cái hướng thứ hai Là hồi hồi bé đến giờ Khi ta sinh ra đó Thì các cô ban chị có thấy Là chúng ta có bị gì không Những em trẻ đó một số em trẻ đặc biệt mình không nói nhưng mà đa số tất cả các em trẻ nó hầu như nó không có bị mạch máu thì mềm mại à, giống như những cây no mà mọc lên khỏe mạnh vững chãi à, không phải như những người lớn tuổi đúng không thế thì bây giờ chúng ta phải nuôi dưỡng cái cây của ta nó khô cằn ta phải nuôi dưỡng nó lại à càng cái khô càng nhiều thì ta càng phải nuôi dưỡng cái thời gian nó lâu hơn và ta chăm sóc kỹ lưỡng hơn đúng không các cô bác anh chị đúng không do đó mà chúng ta đi về cái hướng nuôi dưỡng một cái đứa trẻ tại sao đi ra nắng nó đâu có bị nám bị đen đúng không rồi á là mạch máu thì nó mềm mại nó chảy máu lưu thông nó đâu có cần tắc mặt bị cái gì đâu thế thì bây giờ chúng ta sẽ cố gắng kéo tức là bằng cái cách mà chúng ta làm sao chúng ta làm cho cái bộ phận đó nó trở về nó khỏe mạnh để nó tự phục hồi và nó tự chữa bệnh cho chúng ta thì đó chính là sự nuôi dưỡng ạ. À. Sự nuôi dưỡng này phải thông qua cái quá trình gì? Ăn uống. Chỉ có cái cách ăn uống đúng thôi. Các quý vị các anh chị đâu có bao giờ mà thấy là mình mình uống cái thuốc nào mà kéo dài thế mà cái thuốc bị những cái bệnh này là kéo dài đúng không và ca uống thuốc tây thì sao gan mật uh, thận là hầu như sẽ bị suy yếu dần đấy nên chúng nếu chúng ta biết cách uh, dinh dưỡng nè chúng ta biết cách tập luyện nè những cái bài tập luyện nó có khó không ạ à? không Nhưng mà tại vì mình không có chịu <laughs> tập luyện mỗi ngày bởi vì giống như một cái xe mình mua về mới đúng không mình để nguyên ở một cái nơi nào đó nó cũng sẽ bị rỉ sét nhưng mà mỗi ngày mình chạy mình chạy mình chạy thì sao Mặc dù mình chạy rất là ít thôi, một ngày cầm cái xe đó đi chạy, rồi tra dầu trong cái quá trình đó, tra dầu tra nhớt vào. À, thì rõ ràng, cái xe đó nó luôn luôn là mới, nó luôn luôn là trơn tru để mình chạy, đúng không? Còn nếu mà mình mua một cái xe thật là mới, xong mình quăng đó, cũng khóc. <laughs> Thế là nó sẽ à, bị à, rất là nhiều sự cố, đúng không? Do đó mà mình nhớ là mình là một cái xe, mình phải vận động tay, vận động chân và đặc biệt là những càng lớn thì những cái chỗ nè, các cái khớp này, cổ vai gáy đúng không? Những cái chỗ đây nè, à, các cô bác nè à, ôm lại nè, xoa nè, à, dây nè, đúng không? Đấy ngồi đâu làm đó đi, ngồi nghe cái này để làm gì? Vừa nghe vừa làm, à, vừa nghe vừa làm đúng không? Đấy vừa nghe vừa làm như thế. Tôi đang nhấn mạnh đến sự vận động đây giống như một cái tay để đây một cái tay quẹo qua à kéo cái cổ cài kéo cái cổ kéo cái cổ nào kéo cái cổ nào cái gân cổ này nó càng giãn lên rồi đây đây rụt lên rụt cái cổ lên nào thả xuống cái mặt rụt cái cổ lên thả xuống cái mặt rõ ràng là tất cả những cái chỗ cái các cái khớp này này nó như một cái lò xo à mình cứ ấn vào bung ra ấn vào bung ra nó sẽ luôn luôn mềm mại ngồi đâu tập đó mà đúng không Ngồi đâu tập đó ví dụ cái tay này thấy không đây này thấy không ha cái tay này thấy không mình kéo mình rất là đơn giản thôi là mình kéo cái này à mình lấy cái tay này mà để kéo qua cái này cái đó mình học xưa mình học hết rồi đúng không mình làm sao mình vặn vẹo cái cơ thể của mình nó cứ xoắn lại nó cứ chéo lại có nghĩa là giống như mình vắt hành vặt vặt cũng giống như cái tay này thấy không hồi nãy hả? này người ta kêu mình múa kệ họ <laughs> tại vì mình đang tập cái khớp cổ tay đúng không ạ à? mình đang tập cái khớp cổ tay mình múa cũng được <laughs> mà nhớ nha không phải múa dẻo nha múa là phải căng các cái đầu tay ra căng căng ra ha bắt đầu mình quay thật là thật là mạnh đó vừa mới đầu cứng hay hay mềm không quan trọng mà quay quan trọng là quay được hai cái cổ tay à hai cái cổ tay và các cái ngón tay nó phải duỗi duỗi mạnh lên chứ không phải là nó mềm mại mà, mà nó duỗi mạnh lên rồi đó đó nhưng mà một hồi mình tập thì nó sẽ mềm đó. mình tập này mình tập này à, giống như muốn cái gì đó không biết nói chung là muốn cái gì đó, <laughs> đó. mình nhớ mình xoắn tay mạnh lên mình xoắn tay mạnh lên nếu là mình xoắn tay mạnh lên nào mình xoắn đó mà mình ngồi thẳng cái lưng lên một chút xíu nha à tại vì cái ghế nó nó thấp quá nhưng mà đại khái là vậy đó như vậy muốn nói với các cô bác anh chị tập luyện tập luyện là một vấn đề vô cùng quan trọng mà chỉ có mình tập chứ đâu có ai tập cho mình à, cũng có thể có những cái người khá giả một chút xíu thì các cô bác sẽ nhờ người massage được đúng không? Nó chỉ là một cái điều rất là nhỏ so với các cô bác tự tập luyện ha tập luyện đôi từ từ cái hôm này mà mình trở lên Là mình chỉ cần ngồi là mình tập được thôi Chứ mình không cần đứng là mình tập Nên là bất cứ lúc nào mà mình ngồi được là mình tập Đây nè, ngồi mà vẫn là à, Vẫn là tập cái vai được mà. nè là Mọi người ơi, mọi người tập cái vai đi nào Đấy, mọi người tập 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 cái vai à, Nhúng lên, nhúng xuống nha Như vậy thì Nhấn mạnh đến sự tập luyện được không ạ Chế độ ăn à, Mình sẽ học các cái phát đồ về chế độ ăn nha. Bây giờ bắt đầu mình học chế độ ăn nè. Mình phải hiểu giai đoạn nào là cấp tính. Ví dụ nè, đái tháo đường. Tự nhiên nó vọt bữa hôm đó buổi sáng nha các cô bác anh chị. Thử một cái đường bình thường. À, ví dụ nha, ví dụ thử một cái đường bình thường nó là sao? Nó chỉ là à, 101, 102, 90, 70 cũng được, à, 80 cũng được. Nhưng mà cứ đến từ 80 đến 101 đi à, hay 100 hơn đi là bình thường thế bây giờ tự nhiên nó hai trăm mấy à, mặc dù mình nhìn đau nhìn đói mà mình vẫn uống thuốc bảo hiểm mà nó lại hai trăm mấy như vậy nó là cấp tính đúng không còn ví dụ nó đều đều cao cao trăm tư trăm rưỡi là nó là mạng tính mà theo cái công trình nghiên cứu khoa học đó người ta nói ví dụ như dưới một trăm ba thì cái sự ảnh hưởng nó không quá cao nhưng mà từ một trăm đường đó nha hoặc là từ khoảng chừng 7 chấn trở lên mà nó đều đều như vậy thì nó hư gan hư thận rất là là nhanh đấy mình phải nhớ cái điều đó do đó ai mà bị đái tháo đường mà lâu ngày mình cố gắng mình kiểm soát dưới một trăm ba người ta nói một trăm hai mươi mấy là bị <laughs> tiểu đường rồi đúng không và nhưng mà khi mình bị rồi đó thì mình có thể giảm cái tốc độ từ từ và nếu mà dưới đúng là khoảng chừng một trăm một trăm thì cái đó là À, của những cái người bình thường. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ bổ sung những cái chất cần thiết như thế nào nha? Như vậy chúng ta phân biệt giai đoạn cấp tính này và giai đoạn coi như là mạng tính, mạng tính cao đều, cấp tính tự nhiên ngày hôm đó nó cao, không biết vì sao. À, thế thì mình tìm nguyên nhân. Nhưng trước tiên mình tìm nguyên nhân, mình đã biết rồi hoặc là mình chưa biết, mình cũng sẽ áp dụng các cái biện pháp ăn uống ngay lập tức để làm sao cho mình có thể được xuống ngay trong những ngày đó để nó đỡ nguy hiểm thì bây giờ à sẽ hướng dẫn nào trong giai đoạn cấp tính mình cần cái gì bây giờ mình phải nhớ cái nguyên tắc mình phải cần cung cấp cái chất dinh dưỡng rất là đầy đủ nhưng cái năng lượng phải là thấp thì cái đó nó sẽ áp dụng trong trường hợp nào nó không nó sẽ không thể nào à mà gọi là à, trong cái giai đoạn mà mạng tính thì mình sẽ ăn ăn cũng ăn như thế này nhưng cái cách nó êm ả nó chậm chậm mình vừa uống cái này mình vừa ăn cái kia thế bây giờ còn bây giờ đang cấp tính thì mình phải làm sao nè? cung cấp đầu tiên là nên cung cấp dưỡng chất oxy cho cái cơ thể trong cái quá trình cấp tính giống như mình biết rồi khi mà mình bị lên một cái đường huyết mình bị lên à một cái huyết áp nha mình bị lên à một cái cái mỡ máu thì mình lại không thể nào giảm cho nó nhanh được như vậy mình chỉ có đường huyết và huyết áp đầu tiên giai đoạn cấp tính luôn luôn ghi nhớ sử dụng theo chỉ định của bác sĩ có nghĩa là mình phải uống cái toa nào thì phải uống y cái toa đó nha còn nếu mà mình thấy mà cái thuốc đó mình theo dõi mà nó bị mất tác dụng rồi thì mình phải đến gặp cái bác sĩ mà đang điều trị cho mình mình xin đổi toa ngay được không ạ à? rồi song song với cái việc mình nhờ các à, nhân viên y tế hướng dẫn giúp cho mình thì mình sẽ làm gì? mình sẽ bắt đầu thực hiện chế độ ăn đặc biệt trong những ngày đó mình sẽ ăn những cái chất mình tăng những chất oxy mình tăng những chất có protein nha à, cho những cái chất mà có những cái à, gọi là những cái đồ ăn thức uống mà nó không có chuyển hóa ra đường nhanh người ta gọi là đường nhanh và đường chậm đúng không tinh bột nhanh và tinh bột chậm mình sẽ lựa chọn vậy thì bây giờ các các bạn thấy là nếu mà các bạn ở đây thì biết các cái dòng như như tảo chẳng hạn tảo là một cái loại mà có protein cao mà nó lại không bị à, à dinh dưỡng rất là cao có nhiều chất trong đó lắm nhưng nó lại không sinh ra cái năng lượng để mà nó chuyển à, thành đường ở trong cơ thể để tạo ra cái đường tăng cao lên đúng không mà mình biết rồi tất cả các chất ăn ở trong người mình nếu mình làm cho nó tiêu hao thì nó tạo ra cái năng lượng cho cơ thể hoạt động mình đã sẽ khỏe mạnh đúng không như luco nó vào trong máu của mình nó đi đến não nó nuôi não nó đi đến cơ nó nuôi cơ còn bây giờ nó vào trong đó là nó vào được dòng máu của mình đấy nhưng nó không vào được cái tế bào nó không nuôi được những cái tế bào mà nó cứ tăng hoài trong máu nó mình tưởng tượng luôn nha nó giống như bạn muốn đi từ cái nơi này đến cái nơi làm việc của bạn mà bạn cứ chạy vòng vòng ở ngoài đường kẹt xe mà coi như là đầy người ngoài đường mà trong trường học trong nhà máy trong nơi làm chẳng có ai bởi vì đâu có ai đi đến tận nơi đâu vậy là cái gluco của mình y chang như vậy mình ăn vào nó vào trong máu nó dâng cao vô cùng mà nó không vô được cái 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 căn nhà nào hết nó không nuôi dưỡng được ai hết tế bào nào cũng bị đói không có đồ ăn ha nhưng mà ở ngoài đường thì vứt đầy dòng dòng cuối cùng cuối cùng cơ thể sẽ phải uống thuốc để làm gì uống thuốc là giống như mấy người à cho cái lưu từ được đẩy ra ngoài không cho vào vào máu nữa bây giờ thôi giờ dư quá rồi nguy hiểm quá rồi đẩy ra ngoài như vậy một cái quy trình bình thường là lưu nó sẽ biến vào nó sẽ tạo nếu nó dư bình thường mà nó chuyển được nó sẽ cấp vào gan nó dự trữ ở trong cái dạng là giống như glycogen tức là giống như một dạng mỡ vậy đó nên thường các cô bác anh chị thấy là nếu mà mình ăn nhiều đó thì mình sẽ bị tích mỡ ở bụng nè ở đùi nè vân vân và vân vân đúng không do đó mà nếu chúng nhưng mà nếu chúng ta không ăn ăn thì sao chúng ta không ăn thì chúng ta sẽ bị đói và đói lại càng nguy hiểm nữa đúng không? Thế thì chúng ta sẽ khôn ngoan hơn bằng cách là chúng ta ăn những cái đồ đặc biệt. Ví dụ như là tạo xoắn là một cái đặc biệt đúng không? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ ăn những cái bữa ăn à, dinh dưỡng. Trong đó nó có ví dụ như là à, vì sao mà chúng ta lại phải tại sao chúng ta không nấu cơm chúng ta ăn hay là chúng ta ăn rau vân vân và vân vân trong những ngày cấp tính lý do lý do ngay lúc đó nếu chúng ta ăn một cái phần đó thì nó nó sẽ à, bị là không có sự hài hòa bởi vì bây giờ chúng ta đang cần cái gì chúng ta đang cần dinh dưỡng nhưng chúng ta không cần năng lượng nhưng mà để lựa chọn những cái đồ ở ngoài thiên nhiên đó là có dinh dưỡng mà ít năng lượng thì nó ít và cái thứ hai nữa là nó phải được mua từ các cái nguồn an toàn khác nhau do đó nếu chúng ta trong cái trường hợp cấm tết chúng ta nên chọn lựa những cái 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 sản phẩm dinh dưỡng nó phù hợp ngay lúc đó để giúp cho chúng ta mà thì à, ở, nếu mà các bạn này ở trong các cái à, kho hàng ha hay trong trên thị trường thì nó cũng có những cái à, cái gói đồ ăn mà người ta ghi là bữa ăn thay thế bữa ăn thì rất là nhiều loại nha chúng ta phải chọn lựa những cái loại mà chúng ta nhìn trên cái 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 hộp đó cái gói đó mình coi cái kilo calor nó là nhiều nếu kilo calor nó là 300 400 đó là cái năng lượng nó hơi nhiều à hay là 500 à thì nó là năng lượng hơi cao nhưng có những cái người ta có nhiều chất dinh dưỡng vitamin khoáng chất nè chất sơ nè ha mà nó chỉ có ghi là một trăm rưỡi một trăm hai đó đó chính là những cái 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 gói đồ ăn ngay lúc đó rất cần thiết bởi vì nó cung cấp cho chúng ta một cái khả năng về dinh dưỡng rất là tốt nhưng nó không có làm tăng đường huyết của chúng ta mà chúng ta đang cần cái đó mà đúng không? Cho đó à, các bạn hãy hay là các à, bạn tư vấn hãy chọn lựa cho những cái người khách của mình những cái gói đồ ăn thật sự là hiệu quả à, theo đúng các cái ở trong kho hàng á, thì à, tôi thấy là có à, những cái sản phẩm về tảo à, tảo xoắn nè à, của nhật À, cái nguồn của Nhật về tảo xoắn thì nó hay lắm à, Các bạn tôi cũng có tìm hiểu à, Thì các bạn cũng sẽ biết là Cái tảo xoắn này nè à, Nếu mà nó ở Nhật đó, à, Người ta nuôi trồng à, Một cái tảo thôi Cái nguyên liệu tảo của người ta thôi Mà các bạn biết không người ta phải bơm nước Từ cái khu vực rất là sâu à, Của cái Một cái biển đó Người ta bơm lên cái ruộng để nuôi tảo Vì sao người ta làm điều đó À, các bạn biết không? Ừ. nếu mà có à, những cái người mà các bạn à, đi nghe những cái buổi mà ở bên các nhãn hàng đó thì người ta có thể trình bày cho các bạn nghe à, những cái điều đó đúng không? còn ví dụ như cái các cái gói à, ăn thay thế này nè thì các bạn nhớ là cái protein trong đó thường là đậu nành nhưng các bạn phải nhớ rằng các gói đậu nành này phải được xác định là không biến đổi gen nó mới tốt. Còn nếu các cái đậu nành này mà nó từ các cái nguồn gốc biến đổi gen, thì các bạn phải hoặc là người ta không ghi. tức là người ta hơi lấp lối một tí đấy, thì nó lại không tốt. Do đó các bạn cố gắng tự chọn lựa cho mình nha, một cái gì cho nó hay. À, tôi cũng rất là ấn tượng với với những cái mà những cái tảo của Nhật. Các bạn có coi cái đài truyền hình VTV đấy, người ta cũng À, cũng à, biết cái nguồn nó tốt và người ta cũng qua bên đó người ta à, quay cái phóng sự đó thì tôi cũng có được coi ở trên các cái đài truyền hình ha này tôi sẽ rồi những cái mà đó là giai đoạn cấp tính các bạn cần thế giai đoạn ổn định thì sao các bạn vẫn có thể ăn uống như vậy nhưng mình không có cần ăn mà ngày tức là nguyên ngày <laughs> không cần mà mình có thể ăn đồ ăn thức uống bình thường và các bạn hãy à, hãy nghe những cái dung mà hoặc là những cái bài chia sẻ của bất cứ một cái nhân viên y tế nào mà hướng dẫn cho các bạn về cái cách ăn không có lên đường không có lên mỡ nha thì chúng ta hãy cố gắng và đừng bao giờ à, nghĩ lứa tuổi mà càng lớn thì càng bị nặng và khi mà mình lứa tuổi lớn thì mình cứ nghĩ như thế này đi tại vì tôi cũng lứa tuổi lớn đó tôi cũng tham ăn y chang vậy đó Là giống nhau lắm thế nhưng mà lúc đó tôi sẽ nghĩ như thế này bao nhiêu năm này mình ăn cũng nhiều rồi bây giờ nếu mà mình ăn vào mà mình bị bệnh thì nó cũng khổ thôi mình cố gắng đấy thế thì có một cái cách để mình an ủi mình một chút xíu thì các cô bác lưu ý nha à mình có cái cách như thế đó đúng không giai đoạn ổn định là người ta sẽ sử dụng những cái đồ thiên nhiên à, người ta gọi là sản phẩm về dược liệu có nghĩa là người ta chiết xuất từ à, đường huyết như là khổ qua đó giống như của mình gọi là khổ qua đó nha rồi trong một cái sản phẩm mà thuốc tây đó thì nó lại có một cái đặc điểm như thế này nếu mà ta uống thuốc huyết áp thì nó hạ huyết áp ta uống thuốc đường thì nó hạ đường chứ nó không bao giờ hạ vừa huyết áp hạ đường là năm ca lạc đúng không? Thế thì à, các bạn hãy lui là bạn là quẹt quẹt lên là nó bị rồi đó, khổ lắm, à, sợ sợ tóc nó <laughs> thấy không? Thế các bạn, các bạn thì từ từ, các bạn khổ chưa? Các bạn quẹt quẹt cái đấy là vào vào người mà chưa có quen đấy nha, quẹt quẹt một hồi là nó ra mấy cái đường sọc không ai nhìn thấy hết. Thì các bạn thấy là cái đường huyết, cái đường huyết, cái Uh, mỡ máu và cái huyết áp là thường nó đi chung với nhau. Vậy thì bây giờ một người bị đường huyết rồi, thì cứ uống thuốc tây là từng loại một cho nó rất là nhiều loại. Còn cái thuốc thiên nhiên hoặc là gọi là uh, thảo dược, các sản phẩm thảo dược nó lại có một cái ưu điểm rất là lớn uhm, các bạn là sao? Là một cái sản phẩm nó ví dụ như cái cây khổ hoa đi, nó nó ổn định đường huyết nhưng mà nó lại ổn định luôn cái huyết áp bởi vì nó thêm một cái cơ chế gì cơ chế là giảm mỡ <laughs> nếu mà cơ chế giảm mỡ có nghĩa là nó điều hòa được cả mỡ máu từ đó nó làm cho huyết áp ổn định và cái đường huyết nó cũng ổn định luôn như vậy thì các bạn nhìn thấy là các cái sản phẩm thiên nhiên nó ưu điểm hơn hẳn sản phẩm tây là một cái sản phẩm nó có thể điều hòa và thường người ta trong cái sản phẩm thuốc tây á, là người ta không có thể nào trộn lẫn được nhiều thứ bởi vì sao nó có những cái sự đối chọi hoặc là nó những sự người ta gọi là tương kỵ có nghĩa là nó nó không hòa hợp với nhau khi ta trộn vào một cái sản phẩm tuy nhiên những cái cái sản phẩm thiên nhiên người ta lại trộn được rất là nhiều chất thiên nhiên vào chung bởi vì nó có một cái gọi là trong tự nhiên đó nó có một cái sự hài hòa và nó không có chống nhau đấy nên và ở trong sản phẩm À, của của nhãn các nhãn hàng á thì các bạn thấy không nó cũng có rất là nhiều sản phẩm mà về từ thiên nhiên. Ví dụ như trong sản nhãn hàng của Mo của Thái Lan là một sản phẩm rất là uy tín và chắc là à, trong hệ thống tư vấn sức khỏe thì các bạn dùng nhiều đúng không? Hoặc là à, ví dụ như ở trong nhãn hàng Laihít chẳng hạn à, cũng có à, những cái sản phẩm mà à, về ví dụ như là về điều hòa tư huyết chẳng hạn. Ví dụ như vậy thì chúng ta cũng À, tùy theo cái mức độ đương nhiên là hàng của Thái Lan thì nó cũng có những cái ưu điểm và chất lượng cao bởi vì sao bởi vì, mà các bạn thấy không cái hàng của Thái Lan người ta đóng trong những cái hũ hũ thủy tinh tôi mới nói đến cái hũ thủy tinh và hũ nhựa khi mà bạn mua trên thị trường cái hũ nhựa hay là cái gói đó mà cắt ra đó thì rõ ràng là nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều mà tại sao người ta không có đóng bởi vì cái hũ thủy tinh nó sẽ bảo quản an toàn nhất cho những cái sản phẩm về dược liệu thiên nhiên mà cái nhựa thì nó bị tương tác và nó rất là hay à hay hay độc tính do đó mà người ta vẫn giữ vẫn cái truyền thống của người ta à là người ta không có đổi qua cái cái một cái nhãn mà nó nhẹ nhàng hơn tôi cũng à, nếu mà có những cái điều kiện nào mà phải đảm bảo cái chất lượng tức là cái 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 túi đựng ra mà cái màng bên trong thật là tốt thì lúc đó à, người ta mới có thể là chuyển đổi được. À, như vậy thì các bạn nhìn thấy cái chất lượng ha của chuyển đổi nó như thế nào nha. rồi giai đoạn cấp tính và ổn định thì luôn luôn cần thiết ở à, cái oxy cung cấp cho tế bào, các chất chống oxy hóa nha, hay là tăng cường miễn dịch đó, các cái tăng cường miễn dịch, cơ thể của chúng ta bị nhiễm bệnh là do cái hệ thống đề kháng của cơ thể chúng ta không tiêu diệt được những cái mầm bệnh nó mới xâm nhập vào đặc biệt là cái thời buổi này có cái sạc covid 2 đó đúng không nó đã nhiễm vào người chúng ta mà nếu cái tại sao có người bị nặng nè và có người lại không bị nhiều là lý do mình đang có những cái chất mà chống mà gọi là gọi là tăng cường cái miễn dịch để chống lại các cái nguy cơ mà nó xâm nhập trong không khí chúng ta bây giờ gọi là sạc covid 2 đẩy đúng không ạ? Thế thì có người hít vào nhưng cái, cái cơ thể của trụ người ta đẩy được ra, còn có những người vào yếu quá cái vào luôn vào luôn là bắt đầu phát bệnh và có nhiều khi nó nằm im trong đó mãi nó không chịu à, ra thì ta sẽ bị bệnh mạng tính về sau đấy đúng không? Đấy, do đó mà chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ à, những cái à, những cái điều mà chúng ta à, phải phải hiểu về những cái sản phẩm hỗ trợ trong những cái lúc đặc biệt như vậy ngoài những sản phẩm hỗ trợ này chúng ta có dùng được cái gì không các bạn lưu ý là chúng ta dùng chế độ ăn uống là chính nha các bạn cô bác anh chị cũng nhớ đến cái điều đó mà nhân viên y tế nhân viên tư vấn sức khỏe cũng nhớ đến cái điều đó có nghĩa là chúng ta ăn một cái chế độ ăn kiểm soát bằng đồ ăn thức uống do chúng ta nấu ra mới là cái điều quan trọng còn những cái cái đồ ăn mà tôi mới giới thiệu ở đây nó quan trọng không? Nó quá quan trọng. Nhưng nó sẽ giúp cho chúng ta về trong một giai đoạn chúng ta hiệu chỉnh. Ví dụ như giai đoạn cấp tính chúng ta rất cần tảo, chúng ta rất cần những bữa ăn thay thế, chúng ta rất cần oxy, chúng ta rất cần men tiêu hóa để làm gì? Để nó giúp cho chúng ta ngay cái giai đoạn đó phải xuống đường ngay. Phải xuống đường ngay nha. Xuống đường ngay lập tức như vậy đó được không ạ? À? và do đó mà chúng ta sẽ thoát khỏi cái đó. Rồi sau đó chúng ta bắt đầu được các nhân viên tư vấn sức khỏe sẽ hướng dẫn cho cô bác anh chị ăn lại cái chế độ ăn kiểm soát bình thường chứ không phải là mình dùng cái cái những cái cái cái, cái thực phẩm này mà gọi là phải dùng không phải dùng nhưng nó giúp cho mình kể cái giai đoạn ổn định mình muốn giảm đi 10 kg. À, 3 cân mỡ, 5 cân mỡ vân vân và vân vân thì mình phải dùng cái này trong một thời gian có xiên kẽ à, trong từng giai đoạn như vậy chúng ta sẽ à, cái chủ đề tiếp theo của chúng ta sẽ hướng dẫn về giảm cân giảm mỡ như thế nào được không và à, có ai hứng thú với cái đề tài tiếp theo của chúng ta đâu chat lên đây là à, tôi muốn cái đó à tôi, tôi 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 là lúc đó chúng tôi sẽ phục vụ à, cô bác anh chị cái chủ đề tiếp theo đúng không <laughs> rồi rồi cảm ơn các cô bác anh chị rất là nhiều đấy thế thì bây giờ chúng ta sẽ đến một cái phần tiếp theo ha giờ stop xe cái đó nè rồi chúng ta sẽ đến một cái phần tiếp theo đó chính là phần gì à cái phần làm cho à, mọi người sẽ có những cái câu hỏi chia sẻ và chúng ta sẽ chia sẻ với nhau nhé rồi rồi bây giờ nè sẽ hướng dẫn cho các bạn khi các bạn à, tôi là giáo viên <laughs> nên tôi có một cái kinh nghiệm à, có rất rất nhiều bạn muốn nghe lại à, cái recall ha nó muốn nghe lại cái này điều đó là bình thường tuy nhiên các bạn đi bất cứ cái gì các bạn cũng xin những cái đó thật ra nó không có hiệu quả gì cả bởi vì sao quan trọng nhất là các bạn lắng nghe các bạn lắng nghe nó các bạn thâm nhập vào đầu đó mới chính là cái mà các bạn cần thiết nha. Thế bây giờ nào, à, tôi bắt đầu à tôi sẽ à, nhận những cái à, câu hỏi ha của các bạn để tôi có thể hướng dẫn cho các bạn được tốt hơn. Các bạn có thể đặt các câu hỏi à, bằng cách là chat lên ô chat, à, rồi chúng ta sẽ cùng sẽ hướng dẫn vào nhau à bây giờ tôi mở cái màn hình ra tôi mới nhìn thấy <laughs> có một số chẳng à, à, hàng cũng đã à, đã 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 giúp cho chúng tôi có những cái sản phẩm rất là hiệu quả à, để mà chúng tôi có thể hỗ trợ cho những cái người bệnh nhân bởi vì nếu thật sự ra những cái lúc cấp tính như thế này mà chúng ta không có những cái điều đó và đầu tiên tôi khuyến khích đến chế độ ăn đặc biệt trong những cái lúc này nha thế thì ở đây thì không biết là à, có à, có những cái à, nếu mà các bạn mà ở biết về các cái nhãn hàng đó đúng không thì các bạn có thể chia sẻ với cô bác anh chị ở đây à, về những cái à, gọi là cái à, cái xuất xứ của nhãn hàng nè à, hoặc là à, những cái công dụng nổi trội của nhãn hàng để cho mọi người à, tại vì nhãn hàng của các bạn thì các bạn sẽ am hiểu hơn ai hết đúng không đấy thế thì các bạn có thể À, ở đây tôi thấy là có nhãn hàng tảo nè phải hơn nhãn hàng à, mo nè à, à, đó thì là những cái nhãn hàng mà chúng ta có thể à, tham khảo thêm nha tham khảo thêm để chúng ta có thể biết về họ rồi à, ở đây hình như có bạn nhãn hàng tảo mời mời bạn chia sẻ thử coi là nhãn hàng tảo của bạn thì có thể giúp cái nguồn gốc á nguồn gốc từ nhật nó như thế nào À, để chia sẻ cho mọi người cùng biết. À, xin uh, chào cô Vũ à, à. à xin chào các, các cô chú anh chị có mặt trong Zoom. Em là Hà Minh đại diện cho nhãn hàng Châu Đại Dương đó cô. Hôm nay là được tham à, gia với uh, chương trình ngày hôm nay. Xin phép cô cho em có thể là trao đổi một chút với các cô bác anh chị trong Zoom đúng, được không ạ? À? Ừ, à, thì à, em à, em cứ à, ở đây á thì. À, chị muốn nhãn hàng nếu mà sẵn dịp đó thì em có thể chia sẻ là cái nhãn hàng tảo của em là nhãn hàng tảo gì để các cô bác anh chị đi có cái nhu cầu ha thì yeah. sẽ tìm đến các em <laughs> để nhờ hỗ trợ yeah. rồi cũng rất là vinh dự khi là được cô vũ nhắc đến cái tên nhãn hàng và em là đại diện bên nhãn hàng châu đại dương thì sáng nay cũng có tham gia và có một chút chia sẻ về cái sản phẩm cho các anh chị cô chú trong đây à, à thì là mọi người đã nghe cô Vũ nói về cái à, sản phẩm tảo đúng không ạ à? tảo slimless rồi thì là sản phẩm này là của công ty châu đại dương à, đã à, nhập khẩu trực tiếp và đại diện cho công ty à, thì em có có nói về một số vấn đề mà à, về cái công nghệ sản xuất đó, cô luôn à, công nghệ sản xuất thì sung thương với các cô chú anh chị thì là công ty El Sao bằng LG á thì có một cái công nghệ sản xuất môi trường tảo rất là đặc biệt à, họ nuôi giống như là môi trường sống ban đầu của tảo vậy đó khi sử dụng cái nguồn nước biển để nuôi á thì họ phải lấy ở độ sâu 600 mét. thì ở đó nó chứa 6, nó chứa 80 loại khoáng chất vi lượng vì vậy thì nó giúp tăng chất lượng so với những loại tảo nuôi trồng thông thường nên là khi bổ sung vào cái môi trường nuôi tảo đấy thì dung dịch kìm dinh dưỡng nó giúp tảo thực hiện quá trình quan hợp và nhân lên rất là hiệu quả cô ha à, và khi mà công ty LC ra băng á thì họ đã nghiên cứu rất là kỹ trong những cái cái gọi là tạo ra một cái men ở trong cái môi trường mà họ nuôi á thì họ sẽ có cái men Kuzo à, cái men Kuzo là cái điểm đặc biệt nhất trong cái sản phẩm tảo này đó cô à, cô anh chị thì nó sẽ giúp cho cái quá trình mà à, lên men của những cái thực phẩm trái cây đặc biệt á nó tạo cho một cái môi trường À, rất là hợp khi mà ủ men như vậy nó hợp với cái cái việc mà dùng à, dùng trong cái à, bữa ăn hay là dùng trong cái thực phẩm thay thế à, mà cô vũ đã nói ấy. nó rất hợp cho cái người bệnh tiểu đường hoặc là mỡ trong máu à, về cái men này nó giúp chuyển hóa thức ăn một cách tốt nhất à, và à, công ty châu đại dương á, sở hữu thương hiệu LG băng này nè thì là rất là vinh hạnh vì có việc là à, VTV, à, VTV Đài Truyền Hình Việt Nam đó đã qua đến nhật à, quay lại cái quá trình nuôi trồng của tuổi tảo sắn luôn. thì là họ đã có một cái công trình nghiên cứu à, từ cái công ty LG này nè thì nó tạo ra một cái enzyme à, enzyme rất là tốt để cho cái quá trình chuyển hóa thức ăn và chuyển hóa năng lượng nó cung cấp dinh dưỡng rất là đặc biệt à, trong cơ thể của con người. và khi mà à, sử dụng những cái sản phẩm này ấy, thì mọi người cứ yên tâm, thứ nhất là nó sẽ giúp cho chúng ta có được cái cái năng lượng à, có được những cái dinh dưỡng ví dụ như là nó gấp 1,5 năm lần canxi trong sữa, nó gấp 3 lần đạm trong thịt bò, 5 lần đạm trong trong trứng, à, 25 lần sắt trong da trong dịch, lại gấp 15 lần beta carotene trong cà rốt à, và thường là ngày mình nói là à, ăn trái cây thì ở đây á nó gấp 700 lần hoặc chất dinh dưỡng trong táo luôn. À nên là khi mà Thời cô nghe cũng... <laughs> Nghe mà ừ. mà mà thấy không biết là uống tảo hay ăn thịt bò ngon hơn ha mọi người ha. Ừ. <laughs> Nói vậy chứ còn trời ơi không biết vì sao camera của cô bị của trang uh, coi thử sao camera của cô tự nhiên bị đóng. <laughs> không hiểu vì sao rồi giờ mở chưa ra thôi kệ nó đi. Coi như là coi như bây giờ mình có người mà không có tiếng mà không có hình ha. Thông cảm nha, tự nhiên nó bị như vậy. Rồi, bây giờ đó thì mọi người cũng sẽ thấy rằng trong những cái lúc mà mình cần thiết thì nó rất là cần và nó nuôi dưỡng đặc biệt là những cái lúc mà mình đang bị những cái đường huyết lên cao đó nó cần lắm ạ à. nhưng mình cái đó chỉ là những cái vấn đề thật sự là mình biết cách dùng để mình thoát khỏi cái tình trạng nguy hiểm thôi mình cung cấp những cái sản phẩm mà gọi là giống như là đồ ăn thức uống mà đặc biệt đó thế thì còn cái nuôi dưỡng lâu dài mới là cái quan trọng để là phục hồi lại cái cơ à, gọi là cái cái cái, cái bộ phận của cơ thể mới là cái việc quan trọng chứ không phải là mình à, lại chỉ có một cái gọi là ngay lúc đó thôi thì những cái việc mà về những cái chất dinh dưỡng cung cấp từ À, đậu nành nhưng mà nhớ là không biến đổi gen à, về tảo về, chết, về tất cả những cái đó là rất quan trọng nha tròn về lâu dài thì như hồi nãy cũng có nói đó có nghĩa là mình đừng bao giờ mình dùng thuốc tây là nó cứ à, một cái thôi giảm mỡ là giảm mỡ giảm huyết áp là giảm huyết áp đúng không rồi à, giảm đường huyết là giảm đường huyết nhưng nó nguy hiểm lắm ạ đường huyết mà nhất là những cô bác mà chích thuốc á chích quá là nhiều cái là 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 gọi là có thể đi cấp cứu đấy. Trong những cái ngày mà covid đó, thì càng thấy cái việc mà mình xài thuốc tây nếu không biết cách là nguy hiểm lắm. Nhưng nếu mà cái cơ thể của mình được nâng đỡ bởi những đồ ăn thức uống thôi hoặc là những cái sản phẩm thảo dược thôi thì nó an toàn rất là nhiều. Các cô gái các anh chị biết không những cái bệnh nhân covid đó tội lắm bị tiểu đường mà bị covid cái khi mà hướng dẫn mà bị Covid đó, thì người ta đã không ăn được nhưng người ta không có biết ngày nào người ta cũng theo dùng theo toa bác sĩ mà người ta cũng chích đầy đủ hết á thế là nó bị tuột thế là không biết làm sao coi như là người thì xanh le xanh lét là bắt đầu phải uống thượng đường vào cấp cứu và cứ mỗi lần mà mình uống những cái thứ đó vào đó thì nó lại tăng đường huyết lên cây lúc đó để nó cứu người nhưng nó lại gây hậu quả nghiêm trọng đấy các bạn biết không? thì hậu quả nào cái từ từ mình nói thêm nha. còn bây giờ đó, tôi rất là à, là là thích những cái sản phẩm về thiên nhiên mà nó điều hòa được đường huyết và huyết áp luôn. à thì rất là hay. và à, tôi cũng hay sử dụng cái sản phẩm mo à, là một cái thương hiệu của thái lan nha. ở đây thì bạn ly cũng hay vào đây tập thể dục phải không? rồi <laughs> bạn ly là không cần giới thiệu mà bạn ly vẫy chào mọi người đến mọi người biết và không biết và các nhãn hàng ở đây nếu mà có cái chương trình nào cho khách hàng á, thì coi như là cứ việc có chương trình còn à, chúng tôi là những nhà chuyên môn chỉ có à, mong muốn khách hàng của mình được sử dụng những hàng tốt và có cái ưu đãi cho khách hàng để cho người ta sử dụng cho nó được lâu bền đúng không rồi bạn ly à, chào mọi người đi ngoắc ngoắc tay chào mọi người để cho mọi người biết đó đúng rồi. À, mọi người là chào bạn ly và yeah. bạn ly ơi cho tôi hỏi là À, cho tôi hỏi thăm tí, à, cũng là hỏi về sản phẩm, sản phẩm của bạn đấy. À, đại diện đó ở bên Thái Lan đó thì à, tôi biết là cái này là cái công thức của cổ truyền Thái Lan. Yeah. Thái Lan và các vì nó rất là lâu đời nên nó được sử dụng ở các một số bệnh viện ở Thái Lan. Thì không biết cái thông tin của tôi à, nói ra, không biết thông tin của tôi nhận được có đúng không bạn Ly? dạ đúng rồi chị Vũ ạ à, cái sản phẩm này thì đầu tiên là được uh, uh, sáng tạo bởi một cái dược sĩ ở làm ở bệnh viện thái lan ấy, tại vì anh ấy thấy là uh, trong suốt năm người năm anh ấy làm ở bệnh viện ấy, thì cái số bệnh nhân tiểu đường chỉ có tăng lên chứ không có giảm đi và cái bệnh tình thì ngày càng nó tiến nó, nó triển nặng ấy. thế thì anh ấy rất là chăn trở thì anh ấy cũng do là gia đình cũng đã truyền thống làm lâu đời về 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 đông dược thế thì anh ấy, trước thế ấy, thì anh có làm cái viên khổ qua không ấy. viên khổ qua mà đơn thuần là khổ qua không thôi thế nhưng mà anh thấy là có nhiều cái trường hợp nó không có hiệu quả thế thì anh mới sáng sáng tạo ra cái nước uống này nước uống khổ qua rừng và các cái 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 thảo dược thiên nhiên thì anh cũng muốn là cái cái sản phẩm mà nước uống này thì nó dùng được cho nhiều người tức là cho người tiền tiểu đường hoặc những người mà có nguy cơ về 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 tiểu đường thì có thể dùng được chứ không nhất thiết là đến bệnh rồi mới uống thì anh ấy sáng chế ra ra cái 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 loại nước gọi là mo này mo này là viết tắt của Mo mo trong cái từ là Mo Monosodium là cái 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 chất mà giúp cho cái kiểm soát cái đường huyết này. Thì... À là Charlatin đã phải không? Charlatin ạ, đúng ạ. Thì thì cái thì cái, cái 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 bài cái bài thuốc của mo này là cái bài thuốc là từ hàng trăm năm của người Thái Lan. Mà người Thái Lan là Thái Lan là cái đất nước mà họ nằm giữa Ấn Độ và Trung Hoa là nơi có những cái bài thuốc rất nhiều những cái bài thuốc về thảo dược. À, tự nhiên thì thì cái trong cái mo này thì cũng có những cái thành phần rất là quen thuộc với Việt Nam Trung Quốc như là đông trùng hạ thảo này khổ qua rừng này à, cỏ ngọt này thì nhưng mà cũng có những cái bài thuốc có những cái, cái cái thảo dược rất là phổ biến ở Ấn Độ như là cái trái bầu nâu hoặc cái trái me rừng à, ở Việt Nam mình gọi là trái mắc kham đó, ở trên miền núi miền núi miền Bắc của mình hay có thì những cái thảo dược này nó có cái thành phần chống oxy hóa rất là cao và à, cũng như là là Vũ Vũ chia sẻ là cái sản phẩm đông dược như này nó là đa đích tức là nó nhắm đến tiểu đường mỡ máu này và từ mỡ máu nó giúp là kiểm soát cái huyết áp này chính vì thế là nó rất là 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 phù hợp cho những người mà bị đái tháo đường À, ừ. thì mo có về đây và giới thiệu cho cái sản phẩm này đối với những ừ, người thì uh, thì uh, chị cũng uh, cũng chia sẻ rõ hơn một tí bởi vì chị biết về cái này không phải do cái hãng này đem lại <laughs> à, dạ. <laughs> uh, tức là không phải là chị tìm hiểu mo là qua bên cái hãng của em mà dạ. chị biết mo từ hơi lâu nhưng mà chị không có biết là cái uh, uh, chị chị biết rất rõ là cái mo này không phải do một cái người nào sáng tạo ra đúng rồi, à đúng rồi. không hề mà đây là một cái công thức gia truyền luôn đúng rồi, đúng rồi. của của người Thái Lan tại đúng vì rồi. chị có qua đó thì chị qua đó là hơi nhiều năm thì chị đã được nghe cái này là báo cáo khoa học tuy nhiên là cái anh đó đó chẳng qua chỉ là một cái anh mà nó chuyển cái dạng thuốc sắc á em à thành đúng rồi. một cái dạng nước à, nước mo ngày hôm nay à, chứ không phải là cái bài thuốc đó là của ảnh à, rồi, cái bài rồi. thuốc này là của người Thái Lan lâu đời như người ta sắc cũng giống như bây giờ các cô bác anh chị thấy là có nhiều bài thuốc sắc rất là hay nhưng mà ừ. sắc thì rất là khó dùng nên nếu Đúng. mà có những cái người mà người ta làm về khoa học người ta mới chuyển đổi cái sắc đó thành những cái gọi là các cái nước mà nó có hiệu quả cao và nó cô đặc lại đó thì đó là và các à, anh chị cô bác biết không cứ ở trong cái mò đó mà mình nhìn á là mình cứ thấy nó có lặn lợn cận lợn cận đúng không ạ lợn cận cái vàng vàng đấy đó chính là cái hàm lượng hoạt chất cao ở trong đó nên là nó sẽ tủa xuống và nó giống như là trong một cái điều kiện mà bình thường á nên khi mà mình uống mình lắc lắc lên đó, à, là cái đó là cái hàm lượng hoạt chất cao của trong thiên nhiên là nó kết tụ lại ở trong một cái sản phẩm Chứ không phải là nó bị à, cặn nè, hay là nó bị à, những cái lỗi. Tại vì mới đầu á, có một số người hỏi tôi chứ tôi không có dùng. <laughs> mới đầu tôi không có dùng. Có một số người đem đến hỏi tôi, cô cô cái thuốc này là bị hư hả cô? Thì tại vì tôi là người à, trong ngành nghề, nên tôi hiểu tôi nói không, cái này là cái chất lượng, cái hàm lượng của nó cao nè, nó cao sao nó mới được là À, nó tủa xuống à, thành những cái tinh thể đậm đặc đấy thế thì khi mình uống mình lắc lên thì đó chứng tỏ rằng cái hàm lượng hoạt chất nó đang cao lên chứ không phải là nó bị hư nha mọi người rồi à, cảm ơn bạn rồi khi nào mà bạn cứ à, cứ có những cái mà à, ưu đãi cho những khách hàng yeah. à, mà bị bệnh đó thì bạn cứ đăng lên thế thôi nha yeah. yeah. Và đặc biệt uh, Media uh, Online uh, nếu mà có khách như uh, thì sẽ có những chương trình đặc biệt nha Thì các anh chị nhật nào mà có, có có quan tâm thì có thể liên hệ lại với Ly sau cái buổi này nha Ừ đấy và uh, các cô bác anh chị thì cũng có những cái ở bên trung tâm của Media Online đó Thì cũng có những cái liên kết với những cái gọi là những cái nơi mà trung tâm xét nghiệm đấy để giảm giá cho các cô bác anh chị và lấy máu tại nhà tại thành phố Hồ Chí Minh để cho mình kiểm soát về đường huyết mỡ máu để trong một cái quá trình mình được tư vấn viên của Medionline hoặc là cả bên BCA hay là bên Livili mà hỗ trợ tức là bên tất cả các khối mà tư vấn sức khỏe đó để hỗ trợ cho các anh chị thì sau đó các cô bác anh chị xét nghiệm trở lại coi sau một thời gian mà sử dụng hướng dẫn là sử dụng như thế về ăn uống thôi mà thì nó có hiệu quả không nha thì các cô bác chị có thể là mình tìm hiểu thêm được không mình tìm hiểu thêm những cái đó để mình có thể có nhiều lợi ích vậy là bây giờ mình sẽ còn à, 5 phút nữa hơn nữa là hết giờ chúng ta có cần hỏi cái gì không nha bây giờ chúng ta tôi bắt đầu à, coi như là à, sẽ trả lời câu hỏi nè bác ơi có người sử dụng bộ vi ly bị tiêu chảy mà người đó không bị bệnh nền mà chỉ bị trào ngược dạ dày thôi vì sao à ở trong vi li của các bạn có đó thì nó sẽ có cái gì? Nó sẽ có những chất xơ. Nó sẽ có oxy. Như vậy những chất xơ khi mình uống nước vào ở trong một môi trường nó sẽ trương nở ra là một nha. Và các cái chất à, ở trong cái gói oxy nó có dinh dưỡng nhưng nó có cái sự tăng co bóp và một số cái người bị yếu đường ruột đấy ạ à, thì nó sẽ bắt đầu à tăng cái sự co bóp và tống ra ngoài thêm nữa là cái chất xơ, một số người uh, cái cái màng ruột yếu, nên khi cái chất xơ số lượng vào nhiều đấy, nó sẽ làm cho cũng giống như một cái gọi là một cái uh, trương nở, nhiều cái chất xơ thì nó sẽ làm cho cái nhu động nó tăng lên. Vậy thì mình sẽ làm sao rất là đơn giản, cái điều đó nó có hay không? Rất là hay, không có sợ gì hết nhưng mà mình sẽ giảm, mình sẽ giảm cái liều lượng nó xuống một tí nha, được không? Và mình sẽ À, được cái điều tốt đẹp thôi không có bị gì cả dùng mo có giảm cân không? À, cái vụ này dùng mo có giảm không không bạn bạn giờ có một số khách hàng hỏi là dùng mo có giảm cân không? Tại vì khổ qua rừng ấy được dùng trong một số các cái bài cái liệu trình về giảm cân nhưng mà trên thực tế thì mo cũng chưa có nghiên cứu có... ha. Yeah. Gì, cái này hết cả à, th th thứ nhất là các bạn biết không tôi không hề biết cái bạn ly này đâu mà biết sao tôi biết bạn không bạn biết là vì sao tôi biết bạn không chính những khách hàng dùng mo nha những khách hàng của bạn à, hãng dùng mo nhưng mà bị tăng đường huyết ạ à. nên bạn này mới nhờ tôi mới gọi điện đến nhờ tôi là cô cô cái mo của em là điều hòa đường huyết cái tự nhiên cái anh em kêu là tăng đường huyết là lý do vì sao à, à, à. Bắt đầu tôi đã hướng dẫn cho chính cái người khách hàng của hãng mo này và sau đó thì sau được hình như 10 ngày ha bạn Ly, chừng chục à, ngày hay 7 ngày, dạ, 7 ngày, 7 ngày thì đường huyết đã trở thành như mơ. Dạ. Vì sao các bạn biết không là do mình không biết cách ăn uống. Tôi đâu có quan tâm gì đến mo đâu, tôi chỉ hướng dẫn cách ăn uống mà thôi cùng với sử dụng mo và tôi hướng dẫn trở lại cái cách ăn uống thì chính cái anh đó cái anh khách hàng của bạn này đó hồi xưa là vẫn uống thuốc tây đúng không? Dạ, uống thuốc tây ờ, mà đường 13. Tây, vẫn uống mo, vẫn uống thuốc tây mà đường huyết tự nhiên tăng vọt lên vậy đó. Sau khi tôi hướng dẫn được một tuần thì giảm thuốc tây luôn. <laughs> mo thì cứ uống nhưng mà giảm thuốc tây luôn mà chỉ cần ăn uống đúng cách thôi ạ. À. Vậy thì cô bác nhớ dùng cho tôi chỉ cần ăn uống đúc cách chứ không phải do đồ uống thuốc A uống thuốc B nha. Không phải uống sản phẩm này sản phẩm kia nha. Những cái đó nó chỉ là hỗ trợ cho mình. Khi mình ăn ít chất rau quá thì mình cần chất sơ. Mình ăn ít protein quá. À, mình không nên ăn thịt đúng không? Mình ăn cá, mình ăn đậu hũ, mình ăn các loại đậu hầm. Nhưng mà bữa hôm đó mình không hầm được thì mình uống tả vô mình thế. Đúng không? Như vậy mình biết ứng dụng chứ không phải mình lệ thuộc vào các cái sản phẩm đó mình không cần lệ thuộc nó nhưng mình biết ứng dụng nó ha mình ăn ít thì mình uống thêm đúng không? Nên là tôi biết bạn ly là do vậy <laughs> giới thiệu với mọi người là tôi không biết bạn à, hồi bạn nói à ở đây có à, nhìn thấy à, thanh lâm phải không tiến sĩ lâm phải không <laughs> tiến sĩ lâm là tôi vâng chào bạn, chào không? cô ạ à, Tiến sĩ Lâm là tôi có nghe trong một cái Zoom hả? Dạ. Anh có nói về cái sản phẩm. Tôi thì cũng không biết bạn. <laughs> à, một cái sản phẩm mà 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 tôi cũng nghĩ rằng là tôi có thể dùng rất tốt trong liệu à, tại vì tôi thấy là bên bạn á, là có hướng dẫn cho mọi người về giảm cân đúng không? Dạ vâng. Rồi nhưng mà tôi thì tôi ứng dụng tôi không có làm trong giảm cân à nhiều cái sản phẩm của bà lý do à, sản phẩm này dùng cho giảm cân cũng rất là tốt nhưng Đúng tôi là. lại muốn giảm cân nhưng mà tôi không có đi về giảm cân mà tôi muốn giảm mỡ giảm đường huyết đó là Đúng. cái ứng dụng mà tôi có thể ứng dụng ở nhãn hàng của bà à, đương nhiên giảm cân thì nó tốt nhưng tôi cũng mong mọi người và các hãng ở đây khi hướng dẫn cho không phải hãng của bạn đâu rất rất nhiều hãng giảm cân thế thì tôi chỉ mong muốn là làm sao hướng dẫn cho các cô bác giảm cân là bằng chế độ ăn tự nhiên chỉ có cái đó chứ bây giờ các hãng là coi như là cổ vũ lên cái việc giảm cân là dùng cái gói sản phẩm ngày ba gói đúng không à rồi lúc họ ăn cái gì à, không phải mà đây á là các cái sản phẩm của hãng rất là hay nhưng không nên bất cứ một người nào tôi khuyên không nên biết bị phụ thuộc mình không nên phụ thuộc vào bất cứ sản phẩm nào cả nhưng mình biết điều hòa nó cái lúc nào mình cần thì đó tôi nói đó nếu mà có những cái gói hàng của cái hãng của bạn hình như từ pháp về đúng không à, cái sản phẩm của từ pháp về pháp kỹ lắm các bạn ạ à. không phải đơn giản mà làm hàng từ pháp đâu nha pháp là kỹ lưỡng ghê lắm các bạn biết hôm tôi làm thuốc tây với các hãng của pháp á nếu mà tôi tôi có cái nhu cầu là ví dụ như mình nè mình đang cần thiết á, là mình đặt hàng mình kêu trời ơi hàng của uh, chị hết rồi em có hàng em đưa cho chị nó cười cười nó kêu dạ vậy cô chờ năm sau có nghĩa là em phải đặt hàng theo đúng quy trình là năm này thì đặt qua năm kia em đặt 10.000 hộp thì em xài 10.000 hộp hết thì năm sau em mới xài tiếp chứ em không có kêu alo alo em mới hết hàng rồi cho chị thêm năm hộp nữa không có cái kiểu của pháp nó lạ lắm luôn à, cái cách của người ta làm việc nó như thế bởi vì sao người ta không cổ vũ bán hàng một cách gọi là à, gọi là không có không có nguyên tắc à, không phải muốn đặt gì thì đặt đó và chính vì cái tính cách của người pháp cũng hơi bị cứng nhắc do đó người pháp phát triển chậm cái nước pháp mà tôi đi á là rất là cổ kính nha rất là quy tắc à nhưng mà không có phải phát triển nhanh <laughs> bởi vì sao bởi vì những cái điều đó, đó tức là người ta có cái quan niệm của người ta à, thì chỉ mong là các nhãn hàng nào mà về chăm sóc sức khỏe giảm cân hãy sử dụng các sản phẩm cho các liệu trình hỗ trợ hướng dẫn cho khách hàng không phụ thuộc vào sản phẩm của mình và tự thiết kế được những cái 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 gọi là các thực đơn cho chính họ để họ có thể à, tự điều chỉnh à cái lúc họ tăng cân nhiều quá họ biết dùng các sản phẩm của mình để mà giảm cân nhưng từ từ họ sẽ đi về một cái hướng là cái hướng gì ôi là đương nhiên là cái hướng ăn uống bình thường <laughs> có kiểm soát thì nó hay hơn nha rồi cảm ơn rồi bây giờ à, tôi xin trả lời à, cảm ơn bạn à, lắm tôi xin trả lời khách hàng uống oxy bị đỏ cả người phần nửa trên nửa chân chích <laughs> cái này là nguyễn cẩm hương không biết là ở hệ thống nào à, hãy vào học nha học à, bị đỏ cứ, cứ cái oxy nó vào mà nó cái mạch máu hoặc là cái năng lượng cái khu vực bị tổn thương thì nó dồn vào nhiều cũng giống như mình đổ nước nó cứ leo vào cái vùng trũng đấy cái vùng trũng là coi như là mình đổ miếng nước đúng không? Là nó lan vào và nó tụ vào ngay cái vùng trũng đúng không? Thì chính cái vùng trũng đó là cũng những vùng năng lượng bị tổn thương. Thì cái oxy này nó có cái tính năng đó. Do đó mà em thấy là khi nó đỏ ở cái khu vực nào ha thì nó chính là nó bị tắc nghẽn và tổn thương ở cái khu vực đó nhiều. À thế thôi, được không? Cháu bị đau nữa đâu. Vai gáy bên trái thi thoảng nhói lên đầu và cái cháu dùng hoạt khí những cháu cũng thấy đỡ nhưng không khỏi dứt điểm à nếu như vậy á thì đầu tiên này các tư vấn viên sức khỏe mà không mà mà không chú ý thì sẽ bị những cái vấn đề là dùng sản phẩm cho khách hàng mà không có hiệu quả cho khách hàng một cách rõ ràng vậy thì chúng ta phải nhớ các bước như sau bước số 1 là ta phải xác định nguyên nhân tại sao mình bị ví dụ như Mỹ khắc huy cô ơi cháu bị đau nửa đầu tại sao bị đau nửa đầu mình phải tìm cái nguyên nhân nha nguyên nhân có thể là do à, coi như là tắc nghẽn à, mạch máu à, nè hay là nguyên nhân có thể là do do viêm xoang nè đúng không đấy tất tất cả những cái điều đó là nhân viên y tế họ sẽ có thể nhận ra và chính khi mà ta xác định được nguyên nhân rồi thì lúc đó ta mới bắt đầu sử dụng thuốc trên đúng giải quyết cái nguyên nhân đó ví dụ bị viêm xoang đúng không là phải hỗ trợ các cái sản phẩm về viêm xoang về làm sao bây giờ tôi, tôi tôi tôi, tôi tưởng tượng cho các quý vị thấy này ví dụ cái mũi của chúng ta thế nó sưng nó phù lên một cái cục nó chèn cái đường thở của chúng ta thế bây giờ suy nghĩ ra mãi là bây giờ uống cái thứ gì mà để nó teo lại à trước tiên có thể mình phải hướng dẫn khách hàng đi đúng chuyên khoa tai mũi học đốt luôn cái cục thịt thừa để cho nó rộng cái đường thở ra nó mới giải quyết vấn đề được chứ chúng ta uống 100 cái hộp abc nó cũng không giải quyết được cho người ta mặc dù nó sẽ có tác động tốt trên những cái khác nhưng cái mục tiêu của người ta là đang ngột thở mà đúng không một cái cục thịt dư nằm ngay trong cái lỗ mũi của người ta người ta không thở được vậy mình phải hướng dẫn cho người ta là phải tìm nguyên nhân đúng không rồi còn nếu mà nó nhỏ đúng không thì ta xịt thuốc vào để cho nó teo lại đấy à, rồi bắt đầu ta đi uống những cái sản phẩm hỗ trợ để làm gì trước tiên là phải về bệnh lý trước sau đó song song với cái việc nuôi dưỡng cơ thể Để cơ thể nó khỏe lại Thì bắt đầu nó làm nhiệm vụ của nó Là nó bắt đầu nó loại đi những cái những cái cái gì Mà nó không phải là gọi là tạo thuận lợi Đấy, thế thì rõ ràng là mình sẽ Ví dụ cái khớp mình đau là Các bạn hỏi là cái khớp mình đau đúng không? Cái khớp mình đau Bây giờ cái khớp mình đau thì trước tiên mình phải giảm cho nó không có sưng lên Nó hết sưng luôn thì bây giờ bắt đầu mình mới nuôi dưỡng cái vùng khớp đó nó có chất collagen lại nè rồi nó có, có dưỡng chất oxy lại thì bắt đầu nó sẽ phục hồi vậy thì rõ ràng là mình phải song song giữa hai cái vậy thì nhớ là có ba bước nha bước số 1 là xác định nguyên nhân bước số 2 là can thiệp làm sao cho cái bộ phận đó nó được đỡ hơn trong những cái sản phẩm về thảo dược thiên nhiên nhưng mà nó có nồng độ cao nó nghiêng về thuốc một chút người ta gọi là thuốc dược liệu nha rồi tiếp theo song song với đó là sự nuôi dưỡng mà nuôi dưỡng thì nó cũng có rất là nhiều cái cách để nuôi dưỡng rồi rồi bây giờ là xin trả lời ba câu hỏi nữa <laughs> bác ơi khách hàng mà cháu thiếu máu bẩm sinh à thiếu máu bẩm sinh có nên uống bất cứ một cái gì mà về nuôi dưỡng thì đều có thể dùng vi ly hết nha nhưng thiếu máu thì phải có thiếu máu do nguyên nhân gì thiếu sắt thiếu máu do nguyên nhân gì do à, rối loạn nội tiết vân vân hãy tìm nguyên nhân rồi hãy thêm à, thêm cho họ nha chào bác em bị đau và nóng bao tử sáng nay em muốn gói hỗ trợ bao tử bao nhiêu ba mươi phút sau khi uống gói oxy thì em bị đau bao tử đúng rồi bởi vì oxy nó lại có một cái đặc điểm là nó sụp rất là sâu và nó bật hết các cái màng mà bị bao phủ vào cái vết lét thì nó đau hơn chứ sao nó không đau hơn nhưng như tôi nói ở các Zoom trước á, Ta có một vết thương Thế thì ta cứ nhìn cái vết thương Ta thấy có cái mày Che ở đằng trên nhưng mà ở dưới thì toàn là máu với mũ Bây giờ ta Một là ta sợ quá Ta chậm chậm sơ sơ Thì nó sẽ đâu lành đấy Thế nhưng mà nếu mà ta mạnh dạ ta lột luôn cái màng đó ra Sau ta lấy máu mũ ra Ta tái tạo lại cái màng Thì nó sẽ đau đớn vô cùng Và ta, ta trải qua cái sự đau đớn đó Thì ta sẽ lành rất là nhanh Nên em đừng sợ Nhưng À, em sẽ liên hệ với uh, các uh, bạn uh, tư vấn và người ta sẽ hướng dẫn cho em là em sẽ dùng như thế nào và em ơi em trắng một em đau đúng không tức là em bị lét trong đó thế em lấy cái gói bao tử thuốc tây em đưa nó vào nó cũng có tác dụng lắm là nó bao lại cái nó bớt đau nhưng mà bao tạm thời thôi nha xong bây giờ em uống cái oxy này vô nó lại rớt cái cái màng của em ra thế là nó sụp vào thế là nó lại đau thấy chưa nên là mình 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 như vậy là nó không khoa học bởi vậy mình sẽ được hướng dẫn lại nha em liên bình dương cô ơi cháu có khách hà hỏi mắt tự cứ bị hoa nhưng không chóng mặt mắt cứ bị hoa có nhiều người bị cận đó em mà không có đeo kính cứ hoa mắt rồi có người bị viễn coi như là không có nhìn thấy cái gì cứ mờ 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 nên đa số là phải đo con mắt nha câu hướng dẫn là nói khách hàng đi đo con mắt coi thử cái mắt nó sẽ phù hợp không hay là đang đeo kính nè đeo kính có phù hợp không đúng không thì lúc đó mình sẽ hiểu ngay vấn đề nha mình sẽ hiểu ngay vấn đề là cái chóng mặt này không bị chóng mặt tức là nó không phải do cái thiếu máu não đúng không mà nó bị con mắt này là do thiếu nuôi dưỡng con mắt này thần kinh con mắt này và đa số là dùng các cái đồ mà trên con mắt này không đúng có nghĩa là đo đi coi cận không, coi viễn không, vân vân nhé. Rồi, thế thì hôm nay chúng ta à, đã à, cách dùng vi ly là bạn Dũng hỏi về cái gì? Cách dùng vi ly là cái gói nào? <laughs> bạn có cái gói nào? Bạn chat vô đây nhanh. <laughs> Rồi, không chát thì nhanh gửi giờ bạn ơi. Um, à biết rồi cô biết 0903 932. Đây, liên hệ trung tâm. À em ơi, à, em em Trang ơi, em Trang cho cái uh, cái link để nếu ai chưa được vào group đó thì vào đó hỏi. Dạ dạ, để à, em Trang em... xin cho cái link nha. Dạ dạ, Đợi, xin. À ai không biết là cứ vào cái group đó hỏi thôi. Nhưng mà trước khi hỏi nhớ đọc <laughs> nhớ đọc mấy cái tin nhắn tin găm ở trên là người ta hướng dẫn đầy đủ rồi, mình cứ vào trong đó không cần hỏi mà chỉ cần đọc những tin nhắn và những cái người mà mà các bạn hỏi và các nhân viên y tế trả lời cứ học nhiêu đó là đủ rồi không có cần hỏi ai hết trơn. chỉ cần mở cái đó ra thấy người ta hỏi cái câu gì rồi các nhân viên y tế đã trả lời câu gì là mình biết cái chuyện của mình ngay nha à, bạn Dũng ơi bạn có thể vào cái Zalo này nè rồi bạn muốn hỏi gì là thôi tha hồ nha rồi thôi bây giờ là Ở trong cái thì, uh, cái group này có là cái phần hướng dẫn lại, lại lại không có cam thấy ghét quá đi để nó tuyệt sửa <laughs> nhưng à, chào xin chào mọi người nha